Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là 24 tháng 11 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn đang theo dõi về các cái video đồ thờ cúng tâm linh. Thì hôm nay chúng tôi giới thiệu đó là mẫu bàn thờ Osa, hay còn gọi là nhang án Osa. Chiếc bàn thờ Osa này chúng tôi làm toàn bộ là chất liệu gỗ gụ và được đục tay thủ công kênh bong theo các cái lối cổ truyền của các cụ ngày xưa để lại. Chiếc bàn thờ Osa này có kích thước là dài 1m97, chiều cao 1m27 và chiều sâu là 1m07. Chúng tôi làm theo số đẹp thước phong thủy lỗ ban cho các cái sản phẩm đồ gỗ đồ thờ cúng. Chúng tôi tuân thủ theo nguyên tắc số đẹp. Ví dụ như dài hơn thì chúng tôi có kích thước 2m17 hoặc 2m37. Bàn thờ này chúng tôi làm là chân vuông 12. Đây cũng là một đơn đặt hàng tới từ khách hàng Hải Dương. Chúng tôi đã sơn son thép vàng phủ hoàng kim, chuẩn bị bàn giao cho quý khách. Chiếc bàn thờ Osa này chúng tôi thay các cái ô đố chạm Tùng Cúc Trúc Mai bằng hai chú Phượng Hoàng hai bên chầu và giữa, khoang giữa chúng tôi đục tứ linh, tức là Long Ly Quy Phụng. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành có nhận đặt hàng online các cái sản phẩm trên toàn quốc và bàn giao lắp đặt trên toàn quốc. Thì quý khách có thể liên hệ trực tiếp về số Zalo 0986 883349. Quý khách có thể gặp trực tiếp nghệ nhân Dương Văn Hiền. Chúng tôi sẽ tư vấn tận tâm cho quý khách. Mẫu bàn thờ Osa này có cái nhiều gam màu khác nhau. Đó là sơn son thép vàng và phần mặt là sơn then. Và các cái bộ bàn thờ Osa, chúng tôi toàn bộ phía dưới là chúng tôi sơn then, thì trên mặt chúng tôi lại sơn màu đỏ. Để cho quý khách tham khảo về các cái gam màu của bàn thờ Osa. Bàn thờ Osa thì có rất nhiều kích thước, mẫu mã khác nhau. Quý khách ưng mẫu sản phẩm nào, quý khách hãy chụp hình và gửi về Zalo 0986 883349. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Đồ Gỗ Hiền Lành cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng đã tin tưởng và đặt hàng online trong suốt thời gian vừa qua. Chúng tôi sẽ đáp ứng ra ngoài thị trường các cái mẫu mã mới nhất cũng như các cái sản phẩm đẹp nhất mà cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm lên. Tôi xin nhắc lại kích thước của chiếc bàn thờ Osa này là dài 1m97, chiều cao 1m27 và chiều sâu 1m07. Hiện nay có rất nhiều quý khách hỏi về cái mẫu án gian Osa này, chúng tôi liên tục cập nhật cho quý khách để quý khách trên toàn quốc biết được về các cái thông số cũng như là các cái mẫu mã bàn thờ Osa. Đơn vị Đồ Gỗ Hiền Lành làm đơn vị sản xuất trực tiếp không qua trung gian. Quý khách hãy đăng ký kênh để cập nhật các cái video mới nhất mà chúng tôi đưa lên, và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.